Hello tất cả mọi người, mình là Vũ Lê và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách phân biệt rằng đâu là dấu hiệu của lột xác nha. Thì đầu tiên của chúng là chúng sẽ ăn rất là nhiều, và khi chúng ăn như thế chúng sẽ tạo ra một cái túi dinh dưỡng trong cơ thể của chúng và cái phần mà sai các bạn thấy á. Thì đây là mình mới phát hiện rồi, mình quay cho bạn xem thôi chứ thật ra hiện tại thì nó đã gấp mấy lần như thế này thôi. Và dấu hiệu đầu tiên là trữ dinh dưỡng nha. Dấu hiệu thứ hai đó chính là đào lung tung. Hầu như là chúng sẽ đào nát cái hộ của bạn đó, không chỗ nào mà chúng không đào. Đào bấy bá cái hộ bạn luôn á. Rồi đây là dấu hiệu thứ hai. Và dấu hiệu thứ ba là chúng sẽ ngâm nước. Thì việc ngâm nước này có thể là ngâm nước mặn hoặc là nước ngọt. Và với thời gian ngâm thì nó khá là lâu, đôi khi cái nửa tiếng hơn. Và bạn thấy con chung nó không? Cũng đào nát bét. Rồi con đó là dấu hiệu của lột đó. Và con kia thì nó bắt chuyện trước hơn con này thì sau này. Rồi và sau đây tiếp tục là chúng, nếu mà các bạn chuẩn bị cho chúng đủ cái chất nền đủ dày thì chúng sẽ đào ở dưới. Và sau khi đào dưới chúng sẽ nằm yên bất động như thế này. Đây là quá trình để chúng sẽ tạo ra một cái lớp vỏ mới trong dưới cái lớp vỏ cũ của chúng, trước khi chúng đã bỏ cái lớp vỏ cũ của chúng đi. Thì cái này các bạn muốn biết chi tiết mọi thứ thì các bạn hãy tham gia group của mình đi, rồi các bạn hãy tìm hiểu thì mình sẽ chia sẻ một cách cụ thể rõ ràng hơn. Và đây là group của mình nè, hội cuốn sẽ lên ở Mixrat, thì mời các bạn tham gia để cùng tìm hiểu nha nếu các bạn thấy thú.